nhiều sạp bây giờ đâu có mở đâu. Rồi bác anh chị thấy ở bên trong này, bên trong rất là nhiều sạp người ta đóng cửa đó. Bây giờ ở dưới cái nhà xe ha, người ta bán chợ luôn. Em sẽ mời các bác anh chị đi về cái con hẻm này 353. Một khung cảnh em thấy là thú vị của các anh chị. Cái nhà cụ và một cô bán trái cây cổ đang ngồi. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 8 giờ sáng ngày 2 tháng 8 năm 2023. Và em hiện tại đang đứng ở con đường Võ Tánh năm xưa. Hôm nay là đường Nguyễn Trãi đấy cô bác anh chị. Quận nhất. Bên tay phải của em đây cô bác anh chị thấy có cái cổng phía sau của nhà thờ Hiển Sĩ này. Bên trong là người ta đang làm lại cái lát gạch lại cái nền đó. Đó chắc là nó cũ nó hư nhiều nên người ta đang nảy mấy cái gạch lên để lát gạch mới. Bên trái của em ở đây là cái ga Sài Gòn ngày xưa trước năm 75. Bây giờ thì là cái công viên 23 tháng 9 cùng với đó là cái trạm xe bus. Sau khi cái trạm xe bus ở chợ Bến Thành, Bùng Binh, Quách Thị Trang dời về đây để làm cái metro số 1. Dưới những tán cây thì có rất là nhiều cái cảnh đời mưu sinh. Tối ở đây thì người ta thường bán cóc ổi mía ghim, bánh tráng trộn. Được rất là nhiều bạn trẻ thích thưa cô bác anh chị. Sau lưng của em là con đường Nguyễn Trãi này, Võ Tánh chạy về hướng ngã 6 Phù Động ha. Phía trước thì chúng ta sẽ đi lên hướng Bùng Binh ngay trước chợ Thái Bình. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi sáng sớm ngày mới tràn đầy niềm vui, thật là nhiều sức khỏe và bình an. Em trong buổi sáng hôm nay có công việc ở đây, thành ra là mời cô bác anh chị đi dạo một chút khu vực chợ Thái Bình, cùng với đó là một vài con hẻm ở đây. Hôm trước em có nhận được một vài cái lời nhắn của cô bác anh chị về những cái con hẻm ngay chợ Thái Bình, cho nên hôm nay sẵn tiện về đây thì em thực hiện cái clip này luôn. Đây là con đường Lương Hữu Khánh cô bác anh chị, chạy về Bùi Thị Xuân nè, rồi ra khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tự đó. Con phố này là con phố ngày hôm nay người ta chuyên in khắc kỷ niệm chương các con dấu đó, các cái in kỹ thuật số, các laser, các 3D đó cô bác anh chị, con phố này. Bây giờ em sẽ mời cô bác anh chị chạy về Bùng Binh phía trước chợ Thái Bình. Cái xóm đường rầy, đường Lương Hữu Khánh của các anh chị, chạy thẳng về huyện Thượng Hiền, vườn chuối, xóm đường rầy. Còn bên kia là đường Nam Quốc Cang ở chỗ cái nhà cũ cũ đó, có anh chị thấy không? Cái nhà này đúng chất là một cái nhà xưa luôn á. Nên mời cô bác anh chị cùng nhìn nè. Ở dưới bây giờ là Highland Coffee đó. Còn phía sau những cái bản quảng cáo này đó là một cái dãy nhà cũ ngày xưa. Nhìn rất là hoài niệm. Rồi em đi thẳng tới Bùng Binh. Chỗ này là cái Bùng Binh phía trước chợ Thái Bình đó cô bác anh chị. Và em sẽ dừng lại phía trước Bùng Binh để cô bác anh chị cập nhật một chút cái khung cảnh xưa ngày hôm nay. Chủ yếu là cái cảnh vật bà con mình sinh sống buổi sáng sớm đó. Chứ ở đây thật ra thì từ cái lúc mà em quay cái clip thì tới bây giờ nó cũng không có thay đổi gì nhiều cô bác anh chị.
đối diện chợ Thái Bình bên tay trái của em thì ngày xưa có hội Dục Anh, nhưng mà bây giờ thì nói chung là không có còn. Đó, con đường chợ Thái Bình đó có anh chị thấy không, bên trái màn hình của em đó, con đường đi thẳng là con đường Cống Quỳnh, bên trái bên phải của chợ Thái Bình đó. Còn con đường ngay vị trí này là con đường Nguyễn Trãi Võ Tánh, chính giữa hai cái tòa nhà đó. Hướng này cô bác anh chị đi lên tới quận 5, phố thời trang quận 5. Bên phải của em ở đây là đường Cống Quỳnh ra tới bệnh viện Từ Dũ. Và em đang đứng đây là phía dưới cái đập Hải Hoàng ngày xưa nha. Ngày hôm nay nó là một cái khu vực nhà sách này cô bác anh chị. Sáng sớm anh đi xe ôm đang ngồi chờ nổ cuốc. Đó, khung cảnh Sài Gòn vào buổi sáng đó, cô bác anh chị. Xe cộ ngược xuôi mưu sinh kiếm sống trong cái giai đoạn Sài Gòn mình khó khăn. Ngay góc này có bánh mì bà Huynh nè, em mới thấy cái tiệm bánh mì bà Huynh. Hình như mới mở hay sao chứ ngày trước em đâu thấy ở đây đâu. Đây có một cô đẩy cái xe ve chai ha. Sáng sớm mà người ta đã làm nguyên một bao rồi, không biết người ta đi làm từ mấy giờ. Em chạy qua bên kia, góc ngã tư kia, Cống Quỳnh với Nguyễn Trãi đó. Đây, khu vực này có bánh mì bà Huynh ngay chỗ đường Lê Thị Riêng, Ngô Tùng Châu ấy, hình như là có bánh mì Bình Hoa. Đứng ở đây thì cô bác anh chị nhìn về hướng chợ Thái Bình. Hôm nay trời cũng giăng mây, khung cảnh sáng sớm phía trước chợ đây cô bác anh chị. Phía sau chợ Thái Bình có cái tòa nhà, chỗ đó khách sạn, khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão cô bác anh chị. Cũng mây nhiều, mấy hôm nay Sài Gòn mình ban ngày thì không có mưa, tối tối thì bắt đầu khoảng 6-7 giờ tối bắt đầu mưa, có hôm mưa to, có hôm thì mưa cũng không có to lắm. Đó, xe buýt màu vàng, chiếc xe màu vàng đó là chạy vô đường Phạm Ngũ Lão đó cô bác anh chị, hướng về chợ Bến Thành luôn. Thì bây giờ em bắt đầu bọc khu vực chợ Thái Bình nha. Nói chung là trong cái clip này chủ yếu là để cô bác anh chị ngắm nhìn cái khung cảnh Sài Gòn xưa và nay, cho nên là em cũng hay dừng lại hơn, chứ đi nhanh quá thì cô bác anh chị rất là khó để nhìn. Thật ra thì cái lưng của em tới giờ nó vẫn còn đau cô bác anh chị, đau lưng, đi bộ không được, đi bộ một cái là bắt đầu nó đau, khoảng 15 phút là nó đau ra. Bây giờ đôi khi em bị nhát luôn á, sợ á, chợ Thái Bình. Bên phải em là đường Cống Quỳnh chạy về Bùi Viện. Trời ơi, em chữa cái đau lưng cô bác anh chị biết là 4 tháng trời rồi, không xi nhê, đủ các phương pháp, ai chị gì làm cái nấy, thuốc tây thuốc ta, đông y tây y, bắc thuốc nam gì em chơi loạn xà ngầu hết, vẫn đau rồi cô bác anh chị. Rồi bây giờ em sẽ để em tính xem giờ đi đường nào thì cho nó hay để cô bác anh chị dễ hình dung. Chắc là em sẽ quẹo bên tay trái nha, con đường Phạm Ngũ Lão này, đâm ngang qua chợ con đường Cống Quỳnh này đi.
đi đường Phạm Ngũ Lão. À, bên phải của em là cái giữ xe, là cô bác anh chị có thể giữ xe ở đây ở phía trước chợ này. À, bên trong mà chưa gì thấy nhà sạp đóng cửa rồi. À, ở đây tiếc gì một chút mà không lia cái rạp Hải Hoàng ngày xưa để cô bác anh chị thấy đó, ngay bùng binh. Rồi bây giờ em bắt đầu chiến dịch dạo quanh chợ Thái Bình. Bánh mì ha, thì chú đi bán gì đây, mấy cái khăn tại bàn, rau củ, nhiều sạp bây giờ đâu có mở đâu. Cô bác anh chị thấy ở bên trong này, bên trong rất là nhiều sạp người ta đóng cửa đó. Chợ búa ngày hôm nay thì như hồi giờ em hay quay đó, tình hình nó cũng khá là căng thẳng cho các cái chợ truyền thống. Đây là cái cửa số 2 của các anh chị, vắng tanh này. Có thể là ở ngoài đôi khi thì người bán hàng rong cũng nhiều, cho nên là có lẽ là nó nhộn nhịp hơn. Khung cảnh buổi sáng giờ mới có 8 giờ hơn thôi cô bác anh chị, cũng còn sớm để người dân mình đi chợ. Chỗ này là cái đồ, mấy cái đồ khô tạp hóa. Cỡ cửa số 4 tiệm vàng đó. Thịt bò mài kềm mài kéo Hùng chợ Thái Bình đó. Rất là nhiều cái bạn mang cái nét đặc trưng của Việt Nam mình ha. Đó, chạy chậm chậm một chút để cô bác anh chị thấy cái cuộc sống ngay chợ. À, ở đây đi vô chợ được nè, vô chợ thì mình chạy, chỗ nào đi xe máy được thì mình đi thôi, chỗ nào không cho đi thì mình đi ra. Em đi cái con hẻm 373 nha. Vui không? Ở trong chợ khúc này vui nè. Đây con hẻm 373 của chợ Thái Bình. Hẻm này cũng rất là sạch sẽ cô bác anh chị. Nhà cửa ở đây thì khỏi bàn rồi, đắt đỏ lắm. Trung tâm mà, ngay bụi viện, ngay chợ nữa. Hẻm 373. À, cô bác anh chị ôn lại một chút cái kỷ niệm xưa ở đây ha. À, qua bên cống Quỳnh thôi, nhà cũ này, nhà mà cái cửa xanh xanh dưới này, bằng vàng dưới này này, à, nhà cũ ngày xưa. Còn mấy cái nhà mới bây giờ ta làm cái cửa sắt to hơn. Khung cảnh em thấy là thú vị của các anh chị. Cái nhà cụ và một cô bán trái cây, cổ đang ngồi đốt hàng vàng mã.
đây có cái nhà cũ quá trời cũ, mà bên cạnh còn có một cái hẻm cũ nữa. Đây. Cái hẻm cũ có mấy anh chị chốt văn phòng, chốt văn phòng rồi. Em đi ra lại đường Cống Quỳnh nha. Hôm nay đi dạo phía xung quanh chợ. Cống Quỳnh đầu đường có bán thịt heo, huyết heo. Ở bên trái em là trường sân khấu điện ảnh. Đây có cái nhà cho thuê. Nhà cho thuê dài hạn đây. Đường Cống Quỳnh hướng đi ngược về lại phía trước chợ Thái Bình, Bùng Binh. Rồi em chạy từ 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 dạo phố. Một vài cái cảnh vật xưa cũ ở đây. Một vài anh Tây ngồi ăn sáng. Sáng sớm cái cuộc sống của Sài Gòn thú vị à. Nhiều cái hình ảnh. Xôi mặn 17.000, xôi đậu phộng 10.000. Giờ khu trung tâm cho nên giá cả của các cái đồ ăn buôn bán nó cũng khác so với những cái khu ngoại thành. Ví dụ như xôi tầm khoảng 15.000 thì ở đây 17.000, nó còn tăng lên có nơi 10.000 nữa đó các anh chị. Nhưng mà có nơi thì trung tâm thì có nơi 17-20 tùy. Rồi em đi tiếp tục đường tắt Phạm Ngũ Lão. Đây ngay chợ này bán hàng khuyến mại nè. Ly chén nè. Sổ 35.000 cái, 35.000 sổ ghẻ, sổ ghẻ. Sổ 35.000. Quay vô đây. Bán xương xa rồi mũ trôm hạt é rồi đó các bác anh chị. Khu này rất là thú vị ha, nhìn những cái sạp chợ này. Thịt heo, thịt bò rồi. Đường tắt Phạm Ngũ Lão đó, có cái đường tắt. Đây là cái khu ăn uống. Chợ Thái Bình là khu chợ ngay phố Tây, cho nên là ở đây nếu mà phát triển một chút về cái khu phố ẩm thực cho nó bài bản thì cũng rất là ngon đó các anh chị. Mặc dù khách du lịch ngày hôm nay thì như các anh chị thấy là nó cũng rất là eo uột ha. Nhưng mà nói vậy chứ cái này nó đủ. Càng vắng khách eo uột thì mình lại phải càng đầu tư quy củ bài bản và cố gắng hơn chứ. Rồi em
quẹo phải lại tiếp con đường Phạm Ngũ Lão để mời các bác anh chị đi vào con hẻm khác. Hồi nãy đi con hẻm hình như là 373 thì phải. Bây giờ chúng ta sẽ đi con hẻm khác. Không khí ở ngoài chợ nó khác nhiều so với không khí ở trong chợ. Dù gì thì ở ngoài chợ em thấy nó vẫn nhộn nhịp hơn. Hồi nãy em quẹo ở hai bên phải đây nè, bây giờ em sẽ quẹo ở phía dưới này, có một con hẻm khác nữa. Con hẻm mà người ta bán chợ khá là nhiều. Trật tự đô thị. Đây khách sạn này, mấy cái khách sạn này. Bây giờ nhìn thấy chán đời không? Giờ mấy cô kể tận dụng buôn bán trái cây chợ búa ở dưới này. Khu này không khá nổi luôn cô bác anh chị. Bạn cho thuê đồ quá trời. Bên trái của em là cái khu bến xe bus ngày hôm nay. Bây giờ ở dưới cái nhà xe ha, người ta bán chợ luôn. Em sẽ mời các bác anh chị đi về cái con hẻm này, 353, ngay bên hông chợ Thái Bình, cũng là cái hẻm người ta cũng bán chợ luôn. Hẻm này còn có hoa hòe rồi trang trí Tết tới giờ người ta vẫn giữ. Có bác anh chị. Mấy bà đi chợ đó. Con cá. Chợ trong hẻm. Hẻm 353. Mời ngàn bột mời. Trong này có gió mát các bác anh chị. Có cái chung cư cao cao tầng ở đây nè, nhà khách sạn ở đây nè. Trong này buôn bán cũng được ha. Tiếng chặt thịt tập 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 gà đó. Tiếng chặt thịt. Vì chứ ngày nào cũng chặt thấy cũng quen. Hôm nào mà bà chặt thịt bà nghỉ là tự nhiên thấy buồn cả xóm. Rồi bác anh chị thấy là hẻm bán được tới đây luôn ha. 353. Ở đây chúng ta có thể đi ra Bùi Viện theo cái hướng quẹo trái. Hồi trước thì em có đi một lần, nhưng mà chắc hôm nay em sẽ quẹo tay phải để đi ra đường, không biết là có ra được Phạm Ngũ Lão, có ra được Cống Quỳnh hay không. Ở đây Sài Gòn này có những con hẻm này chặt rất là gắt. Một trong những cái kỹ năng của dân Sài Gòn đó là phải biết chặt hẻm. Chặt hẻm đó các bác anh chị, không phải là chặt hẻo đó. Một trong những kỹ năng của dân Sài Gòn là phải biết chặt hẻm nha. Chứ ở đây mà không biết chặt hẻm thì kẹt xe là chịu bó tay rồi đó. Trong hẻm đoạn này lại vắng.
cái này là ra Bùi Viện. Cái con hẻm này cô bác anh chị thấy là người ta có độ bê tông lên cho nó sạch sẽ rồi nè ha. Bùi Viện ban ngày thì nó sẽ có một cái khung cảnh khác hoàn toàn đối với ban đêm. Ban đêm sẽ là những cái hình ảnh nó rất là náo nhiệt, và đôi khi nó cũng có phần nhạy cảm nữa cô bác anh chị. Các cái vũ trường, các cái bar, có những cô, có những anh múa mặc bikini rồi đó. Nhưng mà ban ngày thì nó quay trở về với một cái con phố chỉ là nhộn nhịp thôi, và cũng nói cho đúng thì cũng rất là nhiều cửa hàng đóng rồi, cho thuê ngày hôm nay cũng chưa được. Có chú đạp xích lô này. Cũng khó khăn, cho thuê được cũng không ra, khách khứa được không ra. Đó là một vài cái hình ảnh của khu vực chợ Thái Bình. Tất nhiên là ở các clip này thì em chỉ đi ở phía ngoài. Rất là nhiều nhà bán rồi nhà cho thuê. Theo cái vấn đề này thì nó cứ đầy dẫy cả một cái con đường, cả một cái khu vực hôm giờ này. Chưa thấy có dấu hiệu hồi phục. Ở đây thì em sẽ mời cô bác anh chị chạy ra ngay cái ngã ba ha, đường Cống Quỳnh và khu vực đường Bùi Viện, trước có trường Chu Văn An. Đó, cái trường Chu Văn An. Trường Chu Văn An này ngày xưa là trường Hưng Đạo. Đó, một cái ngôi trường cũ này, một cái khu đất trống. Rồi bên trái là chạy ra đường Nguyễn Cư Trinh. Sáng ngày mấy cô mấy bà đi mua ve chai đi chắc sớm lắm á, bây giờ thấy đầy xe đẩy về rồi. Thời buổi này bây giờ phải làm nhanh rút gọn chứ một ngày mà có một xe thì thôi, tiền đâu mà sống. Một ngày bây giờ là phải 3-4 xe như vậy đó. Bên trái em ở đây là hướng ra Nguyễn Cư Trinh. Người ta đang làm đào cống ở chỗ này cho nên là xe cổ nó hơi đông một chút. Mời cô bác anh chị em chặt một tí bên trái nha. Ngay chỗ này có nhiều xe bán hàng rong. Khung cảnh buổi sáng, đường Cống Quỳnh ngay gần chợ cho nên là có nhiều người bán hàng rong như thế này. Có anh chị người ta cứ chạy đông rủi khắp các con đường, và thường người ta hay đứng ở ngay cái vị trí sát bên chợ. Đấy là bà con mình đi chợ nhiều đó, măng cụt nè, thanh long, ruột đỏ, ruột trắng. Đây là khu Mã Lạng thưa cô bác anh chị. Bên tay phải với những cái con hẻm rất là chằng chịt và hẻm sâu. Khu tập trung rất là nhiều dân, cô bác anh chị và các em nhỏ lao động bán vé số, rồi cũng rất là nhiều thành phần này đó. Ở đây ve chai. Em chạy một vòng khu vực
bùng binh. Thôi em sẽ chạy con đường Cống Quỳnh ngay chỗ này ra Cao Bá Nhạ nha. Có con đường Cao Bá Nhạ và rất là ít khi em đi á. Ở bên phải đi luôn là chúng ta tới huyện trại ngay cô bác anh chị. Tự nhiên tính chạy bùng binh nhưng mà sực nhớ tới cái con đường Cao Bá Nhạ. Ít khi mà dành một cái clip riêng để đi cái con đường Cao Bá Nhạ lắm cô bác anh chị, cho nên sẵn tiện đây em cũng tranh thủ chạy về buổi sáng ha. Nhiều hàng quán ăn uống cà phê, người dân của Sài Gòn mình cái buổi sáng hình như người ta cũng khởi động rất là chậm á. Nhiều khi cứ ngồi làm đi cà phê tán dóc một chút, đọc số cái trang báo tin tức gì đó, tin mà tức đó nha, còn tin vui là chắc không có để đọc đâu. Rồi xong sau đó mới đi làm. Nên là cái cuộc sống của Sài Gòn nó như vậy cô bác anh chị. Chứ em nghe cô bác anh chị ở nước ngoài chia sẻ là bên nước ngoài thì đôi khi người ta làm quần quật từ sáng tới tối, thường đi ra đường nó không có ai đi chơi giống như ở Sài Gòn mình như thế này đâu. Đi chơi nhiều thì chắc là đôi khi cũng ngoài đường đông thì đôi khi cũng thất nghiệp nhiều. 25 Cống Quỳnh. Đang xây nhà, sửa nhà ha. Đây con đường Cao Bá Nhạ thưa các bác anh chị. Cái này là đâm ra ngay trường Trần Hưng Đạo luôn á. Đây Cao Bá Nhạ, mời cô bác anh chị dạo phố một chút ở đây nha, lâu lâu lắm em mới chạy về đây á. Con đường này cũng ngắn, thành ra là nếu mà thực hiện riêng một cái clip với con đường này thì chắc tầm khoảng đi bộ thì tặng 10 phút là hết, đi xe máy thì chưa tới 5 phút là hết. Thành ra là đôi khi ít khi mà cập nhật riêng cái con đường này lắm. Ở đây thì nhiều cái khu chung cư cũ cũ, em lia camera một chút để cô bác anh chị thấy và cũng như là hình dung được nhiều cái kỷ niệm ở đây hơn. Đây sáng sớm cà phê này cô bác anh chị, có một anh đánh giày ha, cái công việc như vậy đó, mọi người mọi việc ha, chú ăn sáng. Ở đây có bệnh viện quận 1, cơ sở 2. Không biết ngày xưa thì có phải là một cái nhà bảo sanh hay không, hay là một cái rạp gì hay không, nhưng mà em thấy cũ lắm và có vẻ như ở phía dưới là đóng cửa rồi, không có hoạt động nữa các bạn chị. Nhìn nó tàn tạ lắm rồi, xe đậu trước nhà đó. Con đường này cũng đặc biệt ở chỗ là nhà xưa quá trời, và ngắn, ít khi đi. Nó cũng có những cái con hẻm nữa cô bác anh chị. Cà phê cóc đây. Vậy chứ bán nhà cũng quá trời à. Ngộ các phố bây giờ ở đâu cũng đầy những cái nhà đăng bạn bán cà phê, bán nhà này có anh chị thấy không? Đó. Ơi cái clip này thì em đi dạo. Đây là cái trường Hưng Đạo, Trần Đình Xu phát diệm năm xưa. Bên trái là đường Trần Hưng Đạo, bên phải ở đây chạy về ngay đây cái trường này có anh chị này. Bên phải về lại Nguyễn Cư Trinh, khung cảnh kỷ niệm thở học trò. Và ngay cái vị trí này em xin được tạm dừng các clip, hy vọng là thật là nhiều cái kỷ niệm, nhiều cái cảnh thân quen gửi đến cô bác anh chị.
kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày tràn đầy niềm vui, bình an và thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Đây, hướng này là em chạy ra tới đường Nguyễn Cư Trinh đó cô bác anh chị. Còn nếu mà đâm thẳng luôn thì chúng ta ra tới Nguyễn Trãi nha.